ba đời chúng sinh và bồ tát hết thảy tất cả các phước tụ đều thấy trong lỗ lông như lai phước nghiêm thấy rồi sinh hoan hỉ ba đời chúng sinh và bồ tát ba đời tức là đời quá khứ hiện tại và vị lai hết thảy chúng sinh và bồ tát ba đời phật đều nhìn thấy rất rõ ràng vì phật quán sát được nhân duyên vô lượng đại kiếp hết thảy tất cả các phước tụ chúng sinh và bồ tát ba đời hết thảy tất cả phước tụ phật đều biết đều thấy trong lỗ lông như lai đều hiện ra ở trong lỗ chân đồng của phật phước nghiêm thấy rồi sinh hoan hỉ vị chủ địa thần cương kiên phước trang nghiêm thấy được cảnh giới này trong tâm bèn sinh ra đại hoan hỉ có người sinh tâm hoài nghi đối với bốn cầu kệ này hoài nghi phật chỉ có thể nhìn thấy chúng sinh và bồ tát quá khứ cùng với chúng sinh và bồ tát hiện tại chứ không thể nhìn thấy chúng sinh và Bồ Tát vị lai, vì vị lai thì chưa đến làm sao có thể hiện ra. Bạn nên biết cảnh giới của Phật không thể nghĩ bàn. Phật có thể rời quá khứ đến hiện tại, rời hiện tại về vị lai, lại rời vị lai về quá khứ. Đây là đạo lý ba mà một, một mà ba. Do đó làm cho công đức của chúng sinh và Bồ Tát vị lai đều hiện hiện ra trong một lỗ chân lồng ví như máy truyền hình chiếu sự việc phim ảnh ba đời hợp lại với nhau đem việc quá khứ giải về hiện tại diễn ra việc vị lai like cũng giải về hiện tại diễn ra khiến cho ba đời thành một thể máy truyền hình còn có công năng như thế huống chi là lỗ lông của phật càng có cảnh giới không thể nghĩ bàn mỗi lỗ chân lông của phật đều giống như một máy truyền hình lại có người nói tôi vẫn không tin đạo lý này vậy tôi đưa ra một ví dụ nữa giống như nằm mộng trong mộng thấy việc vị lai sự việc mười mấy năm sau mà hiện tại ở trong mộng hiện ra lại có thể mộng thấy việc quá khứ sự việc mười mấy năm về trước mà hiện tại ở trong mộng hiện ra đó tức là rời quá khứ đến hiện tại rời vị lai đến hiện tại cảnh giới này ai ai cũng đều nằm mộng thấy chẳng có gì là huyền diệu bạn đã tin thì phải Tôi còn nhớ 40 năm về trước, gặp một giấc mộng không thể nghĩ bàn. Mộng thấy tôi ngồi ở trên pháp tòa giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều người ngoại quốc nghe, giảng kinh hoa nghiêm đại phương Quảng Phật. Lúc đó cũng chẳng thấy ly kỳ. Vẫn cho rằng chỉ là một giấc mộng mà thôi, hiện tại cảnh giới đó quả nhiên hiện thật. Chẳng những mộng thấy cảnh giới đó mà còn mộng thấy rất nhiều cảnh giới bây giờ nghĩ lại, nguyên lai like là như thế. Người ở trong mộng còn có thể biết được quá khứ hiện tại vị lai hà hướng là Phật. Phật có thể trong một lỗ lông, khắp cổng pháp giới, làm cho hết thảy phước đức của chúng sinh và Bồ Tát. Trong quá khứ hiện tại vị lai ba đời đều hiện ra một trong một lỗ trần lồng. Phạm là người khai mở ngũ nhãn, đều có thể nhìn thấy tất cả sự việc ba đời, thậm chí mình ở trên đất bò như thế nào hoặc là mình ngồi ở nơi nào đó chết đi đều nhìn thấy rất rõ ràng chẳng có chút gì kỳ lạ tam ma địa tịch tĩnh rộng lớn không sinh không diệt không đến đi nghiêm tịnh cõi nước bảy chúng sinh giải thoát này của thụ hoa thần tam ma địa tịch tĩnh rộng lớn tam ma địa nghĩa là định tịch tĩnh tức là chẳng có âm thanh nghĩa là vắng lặng rộng lớn là từ hình dung nghĩa là vừa rộng lớn vừa rộng vừa lớn thứ định này vắng lặng rộng lớn không thể nghĩ bàn không sinh không diệt không đến đi tam ma địa tức là không sinh không diệt không đến không đi để là nói định của phật là cảnh giới như thế nghiêm tịnh cõi nước bày chúng sinh cho nghiêm tất cả cõi nước chư phật thanh tịnh tất cả cõi nước của chư phật để mở bày cho chúng sinh pháp môn liễu sinh thoát tử giải thoát này của thụ hoa thần môn giải thoát này vị chủ địa thần diệu hoa nghiêm thụ đắc được